Kính thưa đồng bào quý mến, đây là khuôn mặt Cha Trời Giêsu hiện ra trên mây, cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Đồng bào mau mắn ăn năn sám hối, lập công chuộc tội bằng cách là phụ giúp tôi thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Vào trang website faithgotjesus.com, copy những hình ảnh này và nhạc tĩnh tâm mà đồng bào đang nghe background, phân phát cho nhân loại khắp mọi nơi được biết gấp. Những ai ước ao được lập công chuộc tội hoặc là lập công bồi đức thì đây là cơ hội tốt nhất và là cơ hội sau cùng. Sau khi copy những hình ảnh này và nhạc tĩnh tâm phân phát cho nhiều người, kính mong đồng bào phụ giúp tôi bằng cách là gửi check hoặc money order về địa chỉ này để tôi có đầy đủ phương tiện thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp, bởi vì tận thế đang bắt đầu xảy ra và tất cả nhân loại cần được biết về những cảnh báo quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế cáo chung. Và tận thế đang bắt đầu xảy ra. Hôm nay là ngày 10 tháng 1 năm 2015, Y sư Thánh Giống, Minh Vương Việt Nam. Kính chào tạm biệt. Và đây là trang website của chúng ta. Đồng bào nhớ vào trang website học hỏi, đồng thời copy những hình ảnh này, phân phát cho tất cả nhân loại được biết gấp. Đồng bào không được phép chậm trễ nữa, bởi vì chúng ta đã quá chậm trễ.